Lê Tím vừa về Việt Nam liền lên mặt có những lời nói khiếm nhã về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh tin tức bản tin online và những thông tin xoay quanh drama Loan Phượng. Thưa quý vị, Lê Tím với loạt hoạt động vô cùng vô cùng khó coi trong thời gian qua đã khiến cho khán giả cả nước lẫn ở nước ngoài có bao phen cười không ngớt bởi những sự mâu thuẫn trong chính kiến của ông ta đúng là một nghệ sĩ hài nên từ cách ăn cách nói cách sống và cách đối nhân xử thế của ông ta ta nói vô cùng hề hước nếu trong một vở hài kịch những sự vô lý là những yếu tố gây cười chứ còn trong đời sống thì chúng ta cần phải có sự thực tế một là một hai là hai lúc đầu nói ra như thế nào thì sau này phải nhớ giữ lấy lời chứ đâu thể trước sau hai lời như thế đúng không quý vị thời gian đầu khi chập chững bước vào câu chuyện sóng gió gia tộc của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh nam danh hề thường có câu cửa miệng như sau tôi và anh năm của tôi đi diễn chung ở mỹ vài lần nên tôi biết rất nhiều chuyện của anh năm qua những lời anh năm chia sẻ tâm sự thì tôi khẳng định hồng loan là con ruột con hợp pháp của anh năm phía phượng gia sáu bào bảy báo bảy co thêm không có quyền hạn gì để mà đòi đồng sở hữu hay muốn chiếm hữu tài sản của hồng loan vậy đó mà giờ quay xe một trăm tám mươi độ với loan và o bế phượng ve hết mực trung thành tự đến với loan trong sự xa lạ rồi rời đi trong sự xấu xa nói chung sau tất cả thì người nghệ sĩ hài này đã chọn cái nết sống đúng như là một trò hề như cái nghề của chính ông ta. Và một sự kiện vô cùng chấn động khác, đó là trước đây không lâu, Lê Tím đã động chạm và nặng lời với má tư quốc thành. Mà quý vị thử nghĩ xem, xưa giờ ông ta và má tư có hiềm khích gì với nhau đâu, thì lấy cái lý do gì mà có những lời lẽ khó nghe với má tư như vậy. Và với tình huống này, chúng ta hãy liên hệ ngay tới nam nữ nghệ sĩ ưu tối Vũ B đây chính là một người rất sợ má tư sợ không phải vì uy quyền gì cả bởi đối với cố nghệ sĩ anh ta còn quay lưng được thì má tư chẳng khó để anh ta làm điều tương tự nhưng bởi vì những ngày tháng chập chững vào nghề lúc cố nghệ sĩ dìu dắt cho anh ta ở những thời gian đầu thì má tư cũng là người chứng kiến tất tần tật những gì diễn ra trong sự nghiệp của anh ta má tư nắm rất rõ tốt, đẹp, xấu xí, má tư đều chứng kiến. Nên anh ta rất sợ má tư sẽ bêu xấu anh ta. Nhưng cái gì mình làm thì mình phải tự chấp nhận. Nếu như má tư có nói lên tất cả thì đó cũng chỉ là sự thật mà thôi. Chứ má tư có bị chuyện nói xấu đâu. Vì vậy, khi mà Lê Tím có những lời cợt nhã với má tư như thế thì khi đó ai cũng nghĩ ra ngay cái tên của người đứng sau sự việc này. Chính xác đó là nam nữ nghệ sĩ ưu tối Vũ B anh ta đã thuê Lê Tím làm như thế với Má Tư để cho hạ dạ anh ta, cũng như là muốn ám chỉ với Má Tư rằng đừng có mài nhiều lời. Nhưng tiếc rằng hai người họ đâu có đủ trình để mà tương tác với Má Tư như thế. Thế nên, người thuê cho đến người bị thuê đều bị Má Tư hạ cho đo dáng và không những nói xấu má tư không mà hiện tại mới đây thôi, nam danh hài này còn nói ra những lời vô cùng khó nghe và khiếm nhã ảnh hưởng đến danh dự của cô nghệ sĩ. Cụ thể, mới đây, khi vừa về đến Việt Nam thì Lê tím đã tụ hợp ngay với phía thám tử lùng và luật sư ngủ quên, kết hợp thành một bộ tam sinh mới để gây sự với phía Hồng Loan. Và trong lần cao hứng tại một livestream mới đây, Lê tím đã có những câu nói như sau. Thứ nhất, ông ta nói rằng cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh không biết dạy con nên hồng loan mới thế này thế kia như hiện tại và chính xác câu nói đó là phụ huynh không có ra gì nên người con cũng không có ra gì câu nói thứ hai lê tím đã cật đùa chuyện làm răng của loan ý muốn nói loan vô ơn với hoa hậu đã làm răng cho loan ở câu nói thứ nhất nói cố nghệ sĩ như vậy thì chính là đang xuyên tạc và xúc phạm người đã khuất. Và câu nói đó rất dễ được Hồng Loan mang ra pháp đình nha Lê Tiếm. Cẩn thận, chuyến đi lần này về Việt Nam là một chuyến bay không có khứ hồi đó nha. Ở câu nói thứ hai, thì tự nhiên khi khổng khi không lại nhắc tới vụ làm răng của Loan, nhưng lại ẩn ý bên trong là những lời binh vực hòa hậu. Và đó chính là một trong các lý do mà tại sao khán giả đưa ra dự đoán rằng chính vợ chồng Bình Phương này là người đã chi tiền mua vé máy bay cho ông ta lượng về Việt Nam. Vậy muốn gì? À, và mấy đứa nhỏ nó thích như vậy thì anh có uh, cái ý kiến gì hôm Tại khá là vậy. Tại vì uh, cũng có nhiều cái câu chuyện của ảnh á. Mình cũng biết cái thời gian mà đi diễn chung ở bên Mỹ đó có gì có những cái câu chuyện của ảnh mà bây giờ thì có lẽ là cộng đồng mạng chưa biết nhưng mà tôi biết tôi biết thì giờ uh, nếu mà anh không biết dạy con ảnh thì nếu cái chuyện đó mình cũng cho bà con có bác biết tại vì vì bản thân của cái người uh, cô phụ huynh đó không có ra gì cho nên uh, cách dạy con nó cũng chẳng có ra gì chờ chiến này anh vì uh, việc nào mình có dự định uh, đi làm ganh không à, uh, không không nên sẽ không nên bởi vì giá uh, thí dụ bây giờ uh, mình nhờ một người khác cháu cho mình cái hàm răng rồi mai mốt cái mình mình ghét người ta cái uh, wow, một là mình chửi người ta còn hai là mình kêu gọi người khác tấn công người ta rồi người ta đòi ra này sao chả thì cũng có người kêu thì trái răng được mà khá được ức cả là bây giờ giờ thí dụ bà răng sớm tháo ra chả được mà bây giờ nó nú mình dính luôn mình lại múa đập mình nó trả nó, nó chả được nè có có người kêu trả được hiện tại những lời nói như thế của lê tím đang khiến cộng đồng mạng khá không hài lòng vì cố nghệ sĩ có làm gì đụng chạm tới ông ta đâu mà lại nặng lời với một người đã khuất như vậy liệu ông ta có suy nghĩ kỹ những lời nói của mình trước khi thốt ra hay không còn chuyện mà vợ chồng bình phương tặng vé cho ông ta bay về việt nam thì cũng là một điều không quá khó đoán đúng không quý vị và những con người này thật sự là nực cười đúng là cuộc sống không lường trước được điều gì hôm nào còn cãi cọ đấu đá mỗi người một chiến tuyến kiểu là không muốn nhìn mặt nhau luôn nhưng giờ thì lại nhìn mặt nhau mà còn vô cùng thân thiết đúng như câu nói nếu biết trước kết quả như thế này thì ta cần gì đấu đá với nhau làm gì Ngày xưa, Lê Tím từng cho ra đời những án văn hay về miền ký ức, về sóng gió gia tộc để mà bảo vệ Hồng Loan. Rồi từng mong muốn, muốn kết nối với các bạn phát thanh viên trong drama này để thu những án văn đó thành video, để những khán giả lớn tuổi tiện theo dõi. Nhưng đâu có ngờ, vật đổi sao giờ nhanh quá, con người lật mặt cũng siêu nhanh, chẳng lường trước được điều gì cả và với những lời ăn nói nặng lời như thế với cố nghệ sĩ thì hy vọng danh hệ lê tím kể từ bây giờ đừng dùng tên tuổi của cố nghệ sĩ ra để làm đề tài kiếm tiền câu view câu like nữa nhé phi loan hẳn không cần một lời xin lỗi nào đâu bởi những người không biết đúng biết sai đôi co chỉ thêm phí thời gian thích thì mình ra tòa để nói chuyện khi đó thì không thể nào mà cãi cuồn được nữa đang mùa dỗ tổ ngành sân khấu, nếu còn tự coi mình là một nghệ sĩ thì nên cẩn trọng lại lời nói và cân chỉnh lại thái độ cách sống của mình để tổ nghề, tổ nghiệp thương mà còn cho cơ hội trong tương lai. Nhìn Hồng Loan đi dỗ tổ mà phát ham, rồi sau đó quay qua nhìn những người này. Ừ, thì cũng là nghệ sĩ đó, nhưng mà lạ quá. Và thưa quý vị, bản tin này xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối bản tin này. Bản tin online xin chào và hẹn gặp lại.